Rồi xin chào các bạn nha. Hiện tại là bây giờ mình đang đi ra ngoài để mình bắt xe ôm để mình ra chỗ xe khách để về quê. À, mình sẽ quay lại cái chuyến đi của mình về quê Quảng Ngãi như thế nào. À, alo. À, đúng rồi anh. Rồi em đang nghe 888 á, em hẻm 88 á là anh thấy em có cho mèo trắng á. Không, đầu hẻm luôn. Rồi. Đó, như vậy là anh tài xế đã đón mình nha. Giờ mình đợi thôi. Thôi. Phương Trang không anh? Dạ không, Phương Trang á. Anh để cái này trước được không? Không máy quá thì để cái này đem sách cũng được. Sợ nó cắn tao lấy. À rồi. Thôi. Ơi, à, trường y tế sao chạy dữ anh? Máy nhờ, một máy anh nghỉ. Không à, ấy là anh định chạy cái ngày nào á? 30. Anh là quê đâu? Mấy ngày cuối năm đây rồi thấy khách nhiều không anh? Chạy rồi có đủ điểm rồi không anh? Em gửi mũ anh. Dạ. Rồi. À, đông. Đây là cảnh đón khách nè các bạn. Quá tám giờ. Rất đông luôn. Rồi, quá đứng đông.